Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 207. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người lô cần có 14 cây cần và tất cả đều là dạng cần chất liệu phíp, cần ráp khúc có từ chiều dài tương ứng là từ 1m8 đến 3m9 và có cái số lượng khúc là từ 2 đến là 3 khúc. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người cũng khá là nhiều loại cần, có thể cần ta câu sông, câu suối, câu cá tra được cả nha mọi người, và có thể câu dứt cần ở một và cần câu dứt câu cảm giác được cả. Thì giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người cây số 1 của đây em có nè, chui của cần thế này, cây này thì còn chui nó bị băng thế này nha, cản cán thì cũng có một vài vị trí nó bị băng. Cây này dài 1 mét, cây đây cây số 1 này là một cây đai hoa dài 1m8, bao gồm có hai khúc như thế này. Phần bát của cần là bát Fury FS6, ngoại hình tổng quan của cây số 1 này. Thì cây này cái phần tem nó bị bong như thế này nha mọi người, tem của cần này bong cái lớp mực in ra rồi. Cây đai hoa và mực in ở trên cần một vài vị trí nó bị bong thế này. Đây, chỉ quấn của cần thế này. Tất cả các khoen của cần đều là khoen Fury, thì cây này có tổng cộng là 7 khoen và một đầu bu. Tổng cộng là 7 khoen cỡ cả đầu bu luôn nha mọi người. Và ngọn của cần là dạng ngọn tháp, khoen thì khoen Fuji như thế này. Khoen của cần thế này. Cây số 1 này nặng là 192 g, độ lớn ngọn là 1 ly 9 và độ cứng là tầm khoảng là 15 đến 20. Đây, dạng cần của dạng của ngọn của cần là ngọn tháp nha mọi người. 15-20 bên dạng ngọn tháp. Và cây số 1 này có giá là 320.000. Tiếp đến cây số 2. Cây số 2 đang có là một cây dài 1,8 như là chui của cần ở đây. Thì cây này là một hạ cây của hãng nội địa Nhật nha mọi người, cây đây. Thì cái phần cán của cần. Cán cây này cán nhìn khá là đẹp. Cây sức rất là nhỏ thế này thôi. Bát của cần là bát Fury FS8 thế này. Thì ngoại hình tổng quan của cây số 2 này, cây này thì nó bị trầy thế này nha mọi người. Đây, thông số của cần. Cần là hàng nội địa TFR, dài 1m8, bao gồm hai khúc, độ cứng là từ 60 đến 80. Đây, có bị trầy xước thế này. Và khoen của cần là khoen Fury, còn đầu bu của cần là đầu bu rồng rọc thế này ạ. Thì cây này có 4 khoen và một đầu bu. Và đầu bu của cần là đồng rập và khoen thì khoen Fury cả. Khoen của cần này khá là sáng, là giống cái khúc thứ hai. Khúc thứ hai thì có cái bị trầy xước như này. Đây, khoen của cần. Và cây số 2 này nặng là 318 g và độ lớn ngọn là 4 ly 2 và độ cứng là 60 đến 80. Lúc nãy thì em đã vừa nêu. Và cây số 2 này có giá là 400.000. Tiếp đến cây số 3. Cây số 3 đây em có là một cây dài 2m1. Ngoại hình tổng quan của cây số 3 ở đây. Thì cây này phần cán là mút xốp này. Cây này ngoại hình khá là sáng, độ mới khá là mới nha. Cây này mới 80-85% nha mọi người. Và cây này là một cây của Rocky Karai. Và hàng này là hàng của Korea xuất Nhật mọi người. Bát của cần là bát Fury tem vàng này. Bát khá là đẹp. Bát Fury FBS20. Bát vạn, bát Fury tem vàng. Và cây này khoen của cần tất cả đều là khoen Fuji, cây này là ngoại hình rất là mới, tầm 80-85% nha mọi người. Trầy xước nhỏ thôi, vị trí này dính bẩn này. Khoen của cần. Khoen Fuji kéo đầu bô của cũng vậy. Như này. Cây số 3 này có tất cả là 2 4 6 7 khoen bao gồm cả đầu bô. Ngoại hình thì cây này đẹp ạ. Và cũng khá là nhẹ. Cây này thì nó nặng, cây số 3 nặng tới 215 g thôi, độ cứng. Độ lớn của ngọn là 2 ly 5. Và độ cứng của cây số 3 này tầm khoảng 15 đến 20 nha mọi người. 15-20 bây giờ cái ngọn này là ngọn thường nha. Và cây số 3 này có giá là 420.000. Ngoại hình cây số 3 đó khá là đẹp. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 thì em có một cây 2m1 bao gồm cả hai khúc như thế này. Chưa có cần như thế này nha mọi người. Cây này thì họ quấn nhựa như thế này. Quấn nhựa cái phần cán ở đây khá là đẹp. Bát là Fury FS7. Ngoại hình của cây số 4 thì có bị trầy xước ạ. Trầy xước cái khúc đầu như thế này. Trầy xước những cái vết xước nhỏ nhỏ như thế này ạ. Cây này dài 2m1 bao gồm có hai khúc như thế này. À, hai khúc và hai ngọn.
Khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fury loại xứ xám xanh bên trong ạ. À. Hai ngọn của cần, khuyên của cần thôi nè. Đều là khuyên Fury cả. Cân nặng của cây số 4 này là 208 g. Cây này thì khá là nhẹ. Và ngọn đây có một ngọn là ngọn mảnh, chúng ta có thể câu được cảm giác nha. Cái này thì cũng mảnh tương đối thôi. Và cây số 4 này có độ lớn ngọn là 0,8 với 1,7, tương ứng với hai ngọn, một ngọn là 0,8. Cây này ngọn mảnh này nha mọi người. Thì cây này độ cứng tầm khoảng 5 thôi, 5 đến 10. Cây này chúng ta câu cảm giác cũng được. Và ngọn thứ hai, tất cả hai ngọn đều là ngọn tháp cả, ngọn đặc cả. Ngọn thứ hai có độ cứng là từ, có độ lớn là 1,7 ly, độ cứng tầm khoảng là 20 đến 30 bên dạng ngọn tháp nha. Thì cây ngọn mảnh chúng ta có thể câu cảm giác ở đây, thì cây hai ngọn ta có thể câu nhiều chức năng. Và cây số 4 này có giá là 480.000 và 2m1. Tiếp đến là cây số 5. Thì cây số 5 ở đây em có là một cây Olympic dài 2m1, bao gồm có hai khúc như này, chua của cần thế này nha mọi người. Cán thì cán gỗ có bị trầy xước thế này. Nói chung là nó trầy xước vài vị trí. Bát inox vàng, bát thì khá là ok, bát khá sáng nha. Khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fury. Bao gồm có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình của cây số 5 thì như thế này, có bị trầy xước nhỏ một vài vị trí thế này thôi. Không đáng kể đâu. Tem của cần nó bị sai cái lớp mực màu rồi. Cây Olympic dài 2m1 như thế này. Khuyên của cần này. Và đầu bu của cần như thế này. Vị trí đó bên trong nó bị bẩn nhé, nó còn dính ở bên bẩn. Fuji loại xứ trắng bên trong. Thì cây số 5 này thì phần khúc này nó bị trầy xước nhỏ nhỏ như này nha mọi người. Như này ạ. Thì cây số 5 này nặng 273 g, độ lớn ngọn là 3 ly 9. Thì cây này cứng cũng tầm khoảng là 40 đến 60. Cây này độ cứng cũng khá là ok. Ngọn độ lớn ngọn là 3 ly 9. Và cây số 5 này có giá là 420.000. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 đây em có là một cây Olympic dài 2m7, bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn như này. Cái cây số 6 này cái phần chui này nó bị mất một đoạn nhỏ nha mọi người, cái vị trí chui của cái cần thôi. Chứ không phải là cái vị trí này, cái phần chui của cần nó giống như cái chui ở đây nè. Đấy, giống như cái chui cần này nhưng mà nó bị mất khúc sau này. Và cây số 7 này, cây số 6 này dài 2m7, bao gồm có 3 khúc, ngoại hình của cây số 6 này. Bát của cần là bát Fury FS8 không ạ. Ngoại hình cây này màu sơn với màu vàng như thế này. Nhưng ngoại hình cũng khá là đẹp, nó trầy xước gì đáng kể cả. Chỉ cái phần lắp tem nó bị xước lắp tem như thế này. Cây là cái Olympic dài 2m7, bao gồm có 3 khúc như thế này. Và các khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fuji 2 khúc đầu của cần thế này. Không có trầy xước gì đáng kể cả nha mọi người. Ngoại hình cây này cũng khá là sáng, khuyên Fuji thế này. Thì cây này có tất cả là 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu có 2 ngọn. Khuyên các khuyên của mỗi ngọn này. Cây này mỗi các khuyên đều là khuyên Fuji, các khuyên thế này nha. Đây ạ. Đầu bô của cần thôi nè. Đầu bô đều là đầu bô Fury cả. Và cây số 6 này nặng là 339 g và độ lớn ngọn là từ 2 ly đến là 2 ly 4. Và hai ngọn này đều là dạng ngọn tháp cả. Và độ cứng của cái cây số 6 này. Thì cây này ngọn mảnh này. Thì độ cứng tầm khoảng là 30. 30 đến 40 bên dạng ngọn tháp nha mọi người. Độ cứng. Và cây số ngọn thứ hai thì các bạn cứng hơn, độ lớn ngọn là 2 ly 4, độ cứng là tầm khoảng 40 đến 50. Và cây số 6 này có giá là 520.000. Tiếp đến cây số 7. Cây số 7 ở đây em có cũng là một cây cây này dài 2m7 đúng không ạ, cũng 2m7, 3 khúc như này và 2 ngọn. Và cây này là một cây của cần của Ruby. Ngoại hình của cây số 7 này em khá là đẹp. Đây, cần của Ruby ạ. Ruby đây nhé mọi người.
Còn ruby dài 2m7, bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Bát của con này khá là đẹp, bát đây là bát inox vàng và 2 ngọn. Thì khuyên của con tất cả đều là khuyên Fuji loại số trắng cả. Đây, khuyên Fuji. Ngoại hình của cây số 7 này thì có cái khúc thứ hai có những vết xước nhỏ nhỏ thế này nha mọi người. Nhưng mà tổng quan màu sơn của cây cần này khá là đẹp. Cây này chắc là phíp đỏ nên nó khá là nhẹ nha. Ngoại hình có bị trầy xước này, rất nhẹ thôi. Khuyên của cần khá là sáng này. Khuyên rất là sáng á, khuyên vô suy cả. Và hai ngọn có một ngọn là đầu bu thường và một ngọn là đầu bu rồng rập. Cái này đầu bu rồng rập. Cây số 7 này nặng là 492g và độ lớn ngọn là 2.5 và 3.5. Và hai ngọn của cần đều là dạng ngọn tháp cả nha mọi người. À, ngọn nhỏ là 2.5 thế này. Thì cây này ngọn 2.5 này độ cứng tầm khoảng là 40. 40 bên dạng ngọn tháp 40 đến 60 dao động ha. Ngọn khá là cứng. Ngọn tháp tức là ngọn đặc nên nó độ cứng nó khá là cao. Và cây này độ cứng ngọn là 3.5 thì độ cứng tầm 80 60 đến 80 nha. Ngọn khá cứng. Và cây số 7 này có giá là 600.000 và 2m7. Bao gồm có 3 khúc và 2 ngọn. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Thì cây số 8 ở đây em có đây là một cây của hàng nội địa tên là BR, dài 2m4, bao gồm có 2 khúc nữa nè. Cây này phần chui này nó bị bong cái chui này thôi chứ còn cái khúc cán này được quấn nhựa khá là đẹp. Nhựa nhìn nó còn khá là sáng nhá. Và ngoại hình của cần cũng vậy, tài xước nhỏ thôi, không đáng kể đâu. Dài 2m4, hàng của BR, hàng nội địa. Và khuyên của cần tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả, loại xứ tránh bên trong, khuyên rất là đẹp nhá. Cây này thì có 2, 4, 6 và 9 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình của cây này đây tem của cần là tem vàng thế này nha mọi người. Và khuyên của cần tất cả các khuyên đều rất là sáng. Khuyên rất là sáng nhé. Cây này sở hữu cái bộ khuyên rất là đẹp. Cây số 8 này nặng là 401g và độ lớn ngọn là 2.5. 2.5 và dạng cần cũng là dạng ngọn tháp thì độ cứng tầm khoảng là 60, 40 đến 60 nha. Thì cây này chúng ta câu trao khá là ok, dài 2m4. Trao câu lên C. Và cây số 8 này có giá là 500.000. Cây ngoại hình rất là đẹp và ngoài không có trầy xước gì đáng kể. Nhưng chủ yếu nó bị bẩn, nó nhìn nó có vết lon lon như vậy thôi. Và tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có một cây cần câu dít câu đáy một khúc như này nha. Và cây này thì dài 1m3, bao gồm có một khúc cán của cần khá là đẹp nè. Trầy xước nhỏ thôi. Cái vị trí này là mút bằng mút của cần nhưng nó bị bẩn nhá. Cái đây nó bị bẩn nhá, không phải bị như thế này nha mọi người. Bởi vì nó có những cái vết văng như thế này nó rất là dễ bị bám bẩn. Bát của cần là bát vặn Fury BBS20 tên. Đây, vị trí này bị bám bẩn. Và cây này dạng ngọn của cần tức là ngọn đặt hết cả luôn nha mọi người. Dạng ngọn tháp và ngọn đặt ở thân, đặt ở dưới đó luôn nè. Và độ cứng là từ 120 đến 150. Khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fury cả. Thì cây này có tổng cộng là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Đầu bu của cần thế này. Độ cứng của cần là 120 đến 130. Và cây số 9 này dài là 1m3, cân nặng là 362g và độ lớn ngọn là 2.5. Và độ cứng 120 đến 130. Thì khi em nhắn nó xuống lên trên này thì nhưng mà độ cứng của cần rất là cao. Cần này chúng ta câu bạo lực, câu đáy, câu dứt được. Bởi vì toàn thân là đặc cả. Nếu hình dạng ngọn tháp thì chỉ đặt con thân ngọn tháp ở dưới là rỗng, nhưng mà cây này thì cái vị trí thân hay cái khúc này đều là ngọn đặc cả nha mọi người. Và cây số 9 này có giá là 550.000, dài 1m3. Tiếp đến là cây số 10. Thì cây số 10 ở đây em có đây là một cây dài 2m4. Cây này là của Alpha Tucker. Đây, Alpha Tucker nha. Dài 2m4, độ cứng là đơ ít. Thì Alpha Tucker là một hiệu cần của Korea xuất Nhật mọi người. Và khuyên của bát của cần là bát inox vàng thế này. Phần vị trí là mút xốp, cán cần là mút xốp ở đây. Ngoại hình cây này cũng khá là sáng, một vài vị trí nó bị bong cái keo nhẹ thế này thôi, keo bóng á. Vị trí nó còn bẩn, xước nhẹ đây. Ngoại hình thì có những cái vết xước, vết cần nhỏ nhỏ đây. Hai vị trí bong. Và khuyên của cần tất cả đều là khuyên Fuji.
loại sứ xám và khoen này là khoen có dạ quang bên ngoài nha. Cái này chúng ta có thể câu khách dành cho khách câu đêm được cả. Khoen dạ quang ạ. Thì cây này có tổng cộng là 2 4 6 8 9 khoen nha mọi người. Cây này có tất cả là 9 khoen, chua quả cần nữa nè. Cây số 10 này nặng là 340 g và độ lớn ngọn là 1.8 và độ cứng thì tầm khoảng là cái này cứng tầm khoảng 40, tầm khoảng 40 nha. 40 đến 50 cứng này. 30 40 tầm 40 được. Vì ngọn của cần cũng là dạng ngọn tháp. Và cây số 10 này có giá là 480.000. Tiếp đến cây số 11. Thì cây 11 đây em có đây là một cây Olympic, cây này phần chua của cần ở Việt Nam như phần chui kén nha. Nó trời xước cái vị trí này. Bát của cần là bát Fury FS7, màu của cần là màu xanh rêu ạ. Cây Fury thế này. Cây Olympic thế này và có bị trầy xước ở trên này. Khuyên của cần. Khuyên của cần thì cây này có khuyên cái là khuyên inox gập, còn các khuyên khác là khuyên biển của hãng mọi người. Đây, khuyên biển của hãng. Của hãng Olympic, cây này thì có 3 khuyên, 4 khuyên, cả đầu bông thì cả 4 khuyên nha. Và cây số 11 này nặng là 481 g và độ lớn ngọn 448 g ạ. Và độ lớn ngọn là 3 ly. Đầu bô của cần là thế này. Tem của cần này. Thì cây này cái khúc thứ hai nó có bị trầy xước thế này nha mọi người. Cây này ngoại hình nó bị trầy xước, những vết xước nhỏ li ti thế này. Dài 3m6, bao gồm có 3 khúc ạ. Thì cây này độ cứng tầm khoảng là 20 ạ. Độ cứng tầm khoảng 20 nha. Độ cứng tầm khoảng 20 đến 30 và duyên ngọn. Và có độ lớn ngọn là 3 ly. Và cây số 11 này có giá là 350.000. Tiếp đến cây số 12. Thì cây 12 đây em có là một cây của hàng nội địa. Cây này phần chua của cần thế này ạ. Chua cần thế này. Ngoại hình thì cũng có những cái vết xước nhỏ li ti thế này. Cây này có những cái trầy xước nhỏ li ti. Bát Fury FS7. Khuyên của cần thì tất cả đều là khuyên Fury cả. Có 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu và khuyên cái là gặp được ở đây. Ngoại hình này cây này nó bị phai màu rồi đấy này. Đấy là trầy xước. Cây này hàng nội địa tên là TFC. Có độ cứng là, cây này cân nặng là 520 g, có độ cứng là 25 đến 30. Cây thì ngoại hình nó bị trầy xước rồi. Độ cứng là 25 đến 30 nhé. Và độ lớn của ngọn là 3.4 ly. Ngoại hình cây này thì có những vết xước thế này nha mọi người. Và cây số 12 này có giá là 400.000. Tiếp đến cây số 13. Cây 13 thì giống hệt như cây. Và cây 12 là dài 3m6 nha. Cây 12 là dài 3m6, còn cây 13 thì giống, cái hiệu cũng giống như cây số 12. Mà cán của cần đây, cán gỗ này. Cán thì có bị trầy xước đây. Nhưng mà cây này ngoại hình cũng nhìn có vẻ cũng khá là ok hơn. Này, ngoại hình cây này có bị trầy xước thế này. Và cây này cũng là hiệu TFC giống như cây cần số lúc nãy. Cây số 13 này nặng là 680 g, dài 39, độ cứng là DX, có độ cứng từ 30 đến 35. Có thông số nên cần kìa. Cái lớp này lớp tem nó còn dính nha. Cái giấy giả dán nó còn dính, có bị trầy xước thế này nha mọi người. Đầu bu của cần. Đầu bu của cần thế này. Thì cây này khuyên của cần cũng là khuyên inox gập. Và cây này có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Các khuyên khác là khuyên Fuji nha. Rồi Fuji loại xứ trắng bên trong. Ngoại hình của cây này thì có những vết trầy xước đây ạ. Cây và cây đa đặn là 580 g theo thông số, 680 g theo thông số có ghi trên cần ạ. Và cây số 14, 13 này có giá là 440.000. Tiếp đến cây số 14, cây cuối cùng ạ. Cây 14 em có là một cây của Daiwa. Dòng này dòng cần là phíp đỏ nha mọi người. Cây này là cán của cần khá là đẹp, cây này ngoại hình khá là sáng cần, có bị xước như thế này, xước nhẹ nhẹ như thế này thôi. Khuyên của cần là khuyên Fury loại xứ xám bên trong, loại xứ trắng bên trong và dài 3m9, bao gồm có 3 khúc đai qua thế này. Ngoại hình của cây này khá là sáng, rất là đẹp nha. Trầy xước nhỏ thôi nhưng nhìn chung thì cây này khá là sáng cần và chắc là phíp đỏ nữa. Cây số 14 này nặng là 700 g và độ lớn ngọn là 3 ly và độ cứng tầm cũng khoảng là 30 đến 35. Cứng 30 đến 35 nha.
Nhưng mà cái dòng cần là chắc phíp đỏ này thì câu rất là sướng nha mọi người. Đây, các vị trời sướng cán này. Cái phíp đỏ của Đài Hoa thì cây số 14 này có giá là 540.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 14 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Và khách chốt hàng có thể gọi điện trực tiếp kết nối Zalo hoặc là comment bên dưới video. Và khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.